Biên tập viên Phạm Thanh Tâm thay đổi thế nào sau Người ấy là ai mà bị bác sĩ Quang Lâm kể xấu? Biên tập viên Phạm Thanh Tâm là nữ chính tập 8 Người ấy là ai mùa 3, phát sóng hồi tháng 6 2020. Tại đây, cô quyết định trao hoa cho chàng bác sĩ điển trai Quang Lâm. Khi đó, cặp đôi nhận về rất nhiều ngợi khen, trai tài gái sắc và kỳ vọng sẽ có một kết thúc tốt đẹp sau khi tìm hiểu. Sau chương trình, Thanh Tâm Quang Lâm cho biết họ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, nhưng chưa có cơ hội gặp lại do cả hai đều bận công việc. Không lâu sau, nữ biên tập viên xinh đẹp cho biết giữa hai người chỉ là chị em. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cặp đôi khá tiếc nuối. Trước khi tham gia show hẹn hò, Thanh Tâm từng là gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được dân mạng ưu ái gọi là nữ thần thời tiết hay hot girl thời tiết. Nhờ gương mặt ưa nhìn và giọng nói truyền cảm, ngoài ra biên tập viên thời tiết còn được nhận xét mang vẻ đẹp 5 trong 1, bởi khi thì giống Hương Tràm, lúc giống hot girl Hà Minh, ở một vài góc mặt lại giống Á hậu Huyền My. Với lợi thế ngoại hình, cô từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc và đạt được thành tích như gương mặt khả ái tại cuộc thi Miss TV Pro 2011, Á khôi 1 Miss Hà Nội Photo Model. Hiện tại Thanh Tâm làm MC biên tập viên thời tiết tại Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh. Ngoài công việc của nhà đài, cựu sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn còn là mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng, kinh doanh shop thời trang riêng, mở lớp dạy các em nhỏ làm người dẫn chương trình. Trên trang cá nhân, Thanh Tâm thường xuyên đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc. Cô từng chia sẻ, làm MC biên tập viên là niềm đam mê, yêu thích của cô. 9X tự hào và hạnh phúc mỗi khi được xuất hiện trên sóng truyền hình. So với thời điểm tham gia Người ấy là ai, nhan sắc Thanh Tâm được nhận xét ngày càng thăng hạng. Về đời tư, sau khi chấm dứt với chàng bác sĩ điển trai Quang Lâm, Thanh Tâm của hiện tại có vẻ vẫn độc thân vui vẻ. Cô nàng chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ yêu đương với chàng trai nào trên trang cá nhân. Mà ghép đôi của Thanh Tâm và Quang Lâm ở tập 8 mùa 3 Người ấy là ai từng khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng sau chương trình, cả hai không hề tương tác hay thậm chí gặp nhau một lần nào. Điều này khiến công chúng vô cùng thắc mắc và từng tạo nên nhiều luồng tranh cãi sau khi Thanh Tâm xác nhận cả hai chỉ là chị em bằng bài đăng trên trang cá nhân. Thực tế, ngay sau chương trình, người xem không khó để nhận ra cả hai tương tác khá ngượng ngùng. Thậm chí, nữ chính Thanh Tâm nhiều lần quay sang bắt chuyện với Quang Lâm, nhưng anh chàng đều không trả lời. Quang Lâm cũng giải thích việc đã nhận hoa nhưng chưa gặp nữ chính ngoài đời rằng là cả hai đều bận rộn. Bản đi một thời gian, anh chàng bác sĩ Quang Lâm lại một lần nữa quay trở lại khẳng định bản thân khi tham gia casting vòng loại The Face Việt Nam mới đây. Đáng nói, tại chương trình, Quang Lâm đã có những phát ngôn gây tranh cãi khi nhắc về Thanh Tâm, cô bạn gái từ show hẹn hò trước đó. Chàng bác sĩ điển trai giải thích, tham gia Người ấy là ai chỉ với tâm thế muốn trải nghiệm và ngay khi chương trình kết thúc, anh đã trở về nhận công việc là bác sĩ ở quê. Nghe thấy lời trần tình vô tâm của Quang Lâm, giám khảo Vũ Thu Phương đã bức xúc. Nữ siêu mẫu lên tiếng bảo vệ nữ chính. Con gái nhà người ta vào chương trình hẹn hò để muốn tìm được một ý trung nhân. Nhưng ngay sau khi người ta trao bó hoa cho em lại về ngay lập tức để hoàn thành nghĩa vụ của trường y. Vậy em coi chương trình và người con gái đó là trò đùa em? Đáp lời ban giám khảo, thay vì đi vào thẳng vấn đề, Quang Lâm lại bất ngờ tố nữ chính từng ghép đôi, cũng chỉ lên sóng để kiếm sự nổi tiếng, đẩy tên tuổi lên cao để nhiều người biết đến hơn. Và với một người đi tìm tình yêu đích thực như Quang Lâm, anh cảm thấy không cùng chí hướng, nên không muốn hợp tác. Lời phân trần rất mâu thuẫn của chàng bác sĩ sinh năm 1995 nhanh chóng nhận về nhiều chỉ trích và bình luận của cư dân mạng. Nhiều khán giả cho rằng, không cần biết mục đích của nữ chính là gì thì hành động nói xấu sau lưng phụ nữ là sai và không đáng mặt đàn ông. Trong khi một bộ phận cư dân mạng khác lại bênh vực và cho rằng Quang Lâm không sai khi nói lên sự thật. Bên cạnh đó, anh chàng cũng gây chú ý khi chia sẻ, sau chương trình bằng một cách nào đó, bạn nữ chính lại quay sang làm người bị tổn thương và em là người bỏ rơi bạn nữ chính. Có những đoạn hội thoại em có thể nói ra để minh chứng cho sự trong sạch của mình. Nhưng em cảm thấy em không muốn nói nữa vì em quá sợ truyền thông, vì vậy em chọn cách im lặng. Hiện dư luận đang đưa ra rất nhiều luồng ý kiến về phát ngôn có phần động chạm này của bác sĩ Hot Boy đến thương hiệu của show hẹn hò. Có ý kiến đồng tình với Quang Lâm rằng, không bên nhưng anh này nói đúng, lên đây chủ yếu để được nhiều người biết đến cho PR bản thân.